Hello, hello. Xin chào các bạn. Để đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 6 giờ tối giờ Cali. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ bảy rồi. Thì trước khi mà các bạn bước vào cuối tuần đó, thì Thuận muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ những thông tin nổi bật với các bạn. Ngày mai là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ. Thuận cũng sẽ dành thời gian nghỉ ngơi một ngày cho nên sẽ không có video. Nhưng mà chúng ta cũng có rất nhiều thông tin nổi bật. Nhất là liên quan đến Binance, liên quan đến à, cái thông tin lớn nhất mọi người quan tâm đó chính là Bitcoin ETH TF cái đề xuất đến từ Blackrock thì những thông tin mới chúng ta cần phải nên biết chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới tether và một số những tài liệu khác đầu tiên hết á, thì các bạn thấy được chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc ngày hôm nay thì đỏ một chút các bạn không phải đỏ nhiều lắm chúng ta thấy được là cả hai chỉ số mà tăng trưởng nhiều thời gian gần đây đó chính là S&P 500 và Nasdaq á, thì kết thúc là màu đỏ nhưng mà thật ra các bạn thấy được là cái phần trăm đi xuống này cũng không đỏ nhiều so với lại cái sự tăng trưởng chúng ta đã thấy từ đầu năm tới bây giờ của hai chỉ số này Dow Jones thì kết thúc xuống 0,32% hợp đồng của dầu đó thì ở mức là 71 đô các bạn nó trung tăng lại khoảng chừng là 1.16% nhưng mà vẫn mức rất là thấp. Còn hợp đồng vàng thì sao các bạn? Vàng đó thì hiện bây giờ mức là 1970 đô nhưng mà ounce vàng cũng không có nhiều sự thay đổi. Còn về crypto thì sao? Crypto thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã có một cái sự hồi phục tiếp tục các bạn. Giá của BTC bây giờ đó đã trở lại cái mức giá mà trước khi chúng ta có cái thông tin liên quan đến CPI và Fed các bạn, các bạn đã nhớ là đây là cái lúc mà Fed đưa ra cái thông báo là tạm ngưng tăng lãi suất nhưng mà sẽ tăng thêm hai lần nữa thì uh, chúng ta đã thấy được là giá của BDC đã giảm mạnh nhưng mà bây giờ hầu như họ phục lại hết rồi các bạn và đã trả về cái mức như là chưa từng xảy ra sự kiện liên quan tới CPI hay là Fed chúng ta sẽ tiếp tục xem coi là BDC sẽ như thế nào nhưng mà chúng ta thấy được là một trong những lý do tại sao mà giá cả của BTC lại có sự tăng trưởng đó chính là cái sự phấn khởi hiện bây giờ đối với mọi người liên quan đến cái đề xuất ETF đến từ BlackRock. Đây cũng là một điều mà thường sẽ chia sẻ với các bạn thêm chi tiết trong video này. Rồi cả trên cuối tuần ngày hôm nay đó thì vẫn tiếp tục hồi phục các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là những đồng như là đồng PLSX thì tăng 24.7%, SUI tăng 13%, à, chúng ta có HEX tăng 21%. Nói chung phần lớn ngày hôm nay là một màu xanh chúng ta có thể nhìn thấy được là tổng số vốn hóa đó thì hiện bây giờ à, đã gần trở về cái mức là 1.1 nghìn tỷ rồi các bạn chúng ta thấy được hôm nay đã tăng 2.6 phần trăm BTC với Ether đây thì đều tăng 3 phần à, trăm đáng tiếc chúng ta thấy được là BNB thì không tiếp tục tăng nữa mà hôm nay các bạn thấy là đi hàng ngang à, nhưng mà trong vòng 7 ngày qua thì vẫn xuống 8.5 phần trăm XRP thì xuống 1.1 phần trăm các bạn à, rất nhiều sự hào hứng trước khi mà chúng ta có cái thông tin liên quan tới tài liệu email của cựu giám đốc SEC Hinman Tài liệu đó chúng ta đã có và thật ra như thường đã chia sẻ với các bạn là tài liệu đó không giúp đỡ được gì nhiều cho XRP nhưng mà cũng gây ra nhiều phiền phức cho Ethereum nhưng mà cũng dẫn đến rất là nhiều những cái sự nghi ngờ liên quan tới Scc Nói chung tài liệu đó đó là không tốt cho cả ba người luôn các bạn nhưng mà tài liệu đó lại có những cái thông tin có thể hỗ trợ được thị trường crypto này nhất là những cái tài liệu trong đó có thể dùng để thúc đẩy quốc hội đưa ra luật rõ ràng hơn tại vì ít nhiều gì những tài liệu chúng ta nhận được liên quan tới SEC đó cho thấy SEC không phải là một cái đơn vị đáng tin cậy mà có thể đưa ra luật quản lý thị trường này Nhưng mà đối với cái sự ảnh hưởng trực tiếp với cái vụ kiện giữa Ripple và SEC đó thì hầu như là không có nhiều Chúng ta được Cardano thì ở mức cũng như ngày hôm qua các bạn nhưng mà vẫn xuống 99,5% trong vòng 7 ngày qua nói chung thì chúng ta nhìn thấy được là ngoại trừ BTC đã trở về cái mức như là trước khi có những sự kiện CPI và Fed đưa ra thông báo lãi suất tuần này những đồng altcoin khác đó thì vẫn ở mức thấp các bạn một phần là tại vì chúng ta thấy SEC vẫn đang kiện những đồng này nói là những đồng này chứng khoán và thị trường altcoin bây giờ đó thì vẫn đang nằm ở trong một cái thế là không có rõ bước kế tiếp của SEC làm gì và ảnh hưởng sẽ ra

nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin mới nhất liên quan tới BlackRock các bạn. Tại vì đây là điều mà khiến cho mọi người đã có một cái sự phấn khởi trở lại. Và điều mà tôi muốn chia sẻ đầu tiên với các bạn đó là các bạn có biết là ở trong cái hồ sơ mà BlackRock đã nạp cho SEC đó thì trong cái hồ sơ S1 đó đã có một phần. Cái phần này đó là một phần mà SEC rất quan tâm đến trước đây à, nói tới việc liên quan tới rủi ro thao túng thị trường. À, và đương nhiên đây là rủi ro mà giá BDC1 đơn vị nào đó hao à, dẫn đến thiệt hại cho những nhà đầu tư và đây là cái điều mà trọng tâm SEC dùng để mà từ chối cho hầu hết tất cả những đề xuất Bitcoin Spot ETF trước đây họ đều nói là những đề xuất trước đây đã không có thể à, giải thích được làm sao để có thể chống lại rủi ro làm giá của BTC mặc dù điều này đã đối với người là không có nhiều ý nghĩa đâu các bạn tại vì sao không phải thường nói là giá cả của BTC không bị làm giá các bạn thật ra nếu chúng ta nhìn vào thị trường tài chính ngay cả những cổ phiếu lớn bây giờ là Tesla thì vẫn bị làm giá Thị trường vàng gần như là 13.000 tỷ vẫn bị làm giá các bạn Thị trường dầu cũng như vậy Tài sản nào cũng bị làm giá trên thị trường hết Nhưng mà cái độ làm giá của BTC đó Một thị trường nhỏ hơn Và một thị trường mà trade Phần lớn là không phải nằm ở Hoa Kỳ thì đương nhiên cái sự làm giá nó có thể là cao hơn Nhưng mà cái thường nói đây đó là chúng ta nên hiểu là chúng ta đã có Bitcoin Futures ETF được thông qua bởi SEC rồi bây giờ mọi người có thể trade future etf trên sàn chứng khoán à, và chúng ta thấy được là cái giá của future thì dựa vào giá của spot thì nếu như mà sec nói là giá của btc dễ dàng bị làm giá cho nên không có thông qua một cái bitcoin spot etf như là một cái quỹ đầu tư etf mà có bitcoin thật sự thì cũng không hợp lý tại vì nếu như vậy thì tại sao lại cho thông qua Bitcoin Futures ETF dựa giao giá của thị trường spot nhưng mà bỏ qua phần đó đi nếu như mà chúng ta thấy đề xuất này của BlackRock đã nạp vào thì họ đã có quyết định gì liên quan tới giải quyết cái mối lo ngại này của SEC thì chúng ta thấy được là hồ sơ Bitcoin ETF của BlackRock nó nói là để giảm thiểu tình trạng thao túng thị trường BlackRock và Nasdaq, thị trường Nasdaq của Hoa Kỳ các bạn Họ sẽ cùng nhau hợp tác và ký một thỏa thuận chia sẻ tài liệu cùng với một nhà điều hành nền tảng giao dịch spot ETF hiểu đơn giản hơn đó là họ sẽ cùng với lại một sàn giao dịch nào đó họ không có newton ở đây cùng với lại nasdaq đó, cùng nhau chia sẻ những tài liệu trading lẫn nhau và dựa vào những công nghệ và những cái quy định của nasdaq hiện bây giờ để có thể tìm ra được những cái thời điểm mà có ai đó làm giá thị trường của btc Ít ra đây là một điều khác biệt so với đề xuất khác của BTC ETF trước đó Những đề xuất khác đó thì không có nói rõ ràng làm sao để mà giải quyết cái mối lo ngại này Nhưng mà các bạn thấy được là đề xuất này của BlackRock lại có cái phần này chia sẻ kỹ càng hơn Cái phần mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Đây là cái phần trích dẫn của trang 36 của cái tài liệu S1 và các bạn thấy được là quan điểm của SEC đó là Coinbase và các sàn khác đó thì không theo quy định Do đó không thể tin cậy để ngăn chặn cái hành vi gian lận và thao túng Thì bây giờ BlackRock nói hãy tin tưởng họ và tin tưởng Nasdaq để quản lý thị trường này Nhưng mà câu hỏi vẫn là Ai sẽ là cái nhà điều hành nền tảng giao dịch spot ETF mà BlackRock đề cập đến Nhiều người nói là đó có phải là Coinbase hay là Gemini hay là thậm chí là sàn Binance sẽ hợp tác với là BlackRock Chúng ta đều không biết hiện bây giờ Và đây là một trong những điểm khác biệt so với những cái ETF đề xuất trước đây không biết cái này có đủ để cho BlackRock thông qua hay là không nhưng mà để thường chia sẻ thêm một tài liệu nữa các bạn có biết là tỷ lệ mà SEC phê duyệt những cái quỹ đầu tư ETF của BlackRock là 575 trên 1 có nghĩa là trong lịch sử đó BlackRock nộp 576 đơn để có ETF 575 trong con số đó được thông qua chỉ có một bị từ chối mà thôi đương nhiên không gì gọi là chắc chắn 100% hết các bạn nhưng mà đối với tình hình mà SEC kiện cái thị trường từ chối hàng loạt bitcoin spot etf trước đây blackrock lại chọn ngay lúc này để nộp đơn họ biết gì mà chúng ta không biết à, và đương nhiên đối tác của blackrock là coinbase mà coinbase bây giờ đang bị kiện bởi sec các bạn nhưng mà blackrock không sợ coinbase bị vấn đề pháp lý nếu như mà ETF được thông qua đó thì đương nhiên Coinbase cũng sẽ có lợi tại vì họ sẽ là công ty lưu trữ Bitcoin trong Blackrock và đương nhiên họ sẽ tính phí cho Blackrock. À, đương nhiên điều này có lợi cho Coinbase nhưng mà ngược lại đó thì Coinbase cũng sẽ mất một số khách hàng à, tại vì họ sẽ chuyển qua để mà trade ETF nó sẽ dễ hơn và phí rẻ hơn là trade trên sàn Coinbase. thì Coinbase được phần này nhưng mà mất phần kia các bạn. Coinbase sẽ phụ thuộc vào phố Wall nhiều hơn nếu như mà càng ngày càng có nhiều ETF được thông qua cái bạn hiểu nó sẽ không có một ETF thông qua đâu Khi mà cái ETF của BlackRock đó được thông qua Thì những công ty khác mà họ muốn có spot ETF từ bấy lâu nay đó Họ cũng sẽ copy cái mô hình đó gửi đến cho SEC thì SEC đó sẽ chấp thuận tất cả cho nên khi mà có một ETF thông qua thì hàng loạt sẽ được thông qua chúng ta cũng đã chứng kiến điều này khi mà chúng ta nhìn vào cái quỹ Bitcoin Futures ETF khi mà một cái được thông qua thì những cái khác đều được thông qua hết tại vì họ đều copy lẫn nhau cho nên khi mà chúng ta có một ETF thông qua đó thì trường này sẽ có rất nhiều và rất nhiều những ETF Bitcoin xuất hiện và Coinbase sẽ ngày lại càng mất đi một phần uh, của cái phí mà họ có thể chạt được tại vì người ta sẽ chuyển qua để mà giao dịch ETF ngược lại họ sẽ nhận được uh, cái phần phí đến từ những công ty mà muốn hợp tác với họ. Và cho tới ngày hôm nay, thì vẫn thấy có nhiều cái uh, sự tranh cãi ở trên mạng xã hội liên quan tới đây là một cái quỹ trust phải là quỹ ETF. Tôi nghĩ là có nhiều người đó họ không có hiểu rõ về uh, luật và cách hoạt động của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Ở trong cái văn bản S1 mà BlackRock nạp cho SEC đó thì để là một cái trust đó là cái mô hình hoạt động mà thôi các bạn nhưng mà họ sẽ cho phép redeem cổ phần của cái quỹ này có nghĩa là người dùng có thể trả cái cổ phần trở về cho BlackRock để mà lấy lại tiền của họ thì đây là vận hành như là một cái ETF các bạn trên căn bản nó y chang như là những cái ETF nổi tiếng bây giờ mà các bạn à, đang sử dụng giống như chúng ta nói tới SPY có nghĩa là Spider S&P 500 hay là chúng ta nói tới GLD có nghĩa là Uh, Go ETF các bạn Tất cả khi các bạn xem văn bản chính thức họ đều để tại Trust hết nhưng mà nó là những cái ETF Cái này cũng tương tự như vậy Thông muốn chia sẻ lại tại vì thông cảm thấy hôm nay vẫn tiếp tục có nhiều người tranh cãi về vấn đề này Nhưng mà cái điều quan trọng hơn các bạn cần nên hiểu đó là chúng ta đương nhiên uh, là đang chờ đợi xem coi là SEC sẽ có quyết định gì Nhưng mà nó không có nhanh đâu các bạn Chúng ta nên hiểu là SEC sẽ có thể trì hoãn ra quyết định lên tới 240 ngày Có nghĩa là 8 tháng các bạn Nếu như mà SEC trì hoãn con số tối đa là 240 ngày đó Thì tới tháng 2 năm 2024 có nghĩa là trước lúc mà có Bitcoin Haven Chúng ta mới biết thông tin liên quan đến quyết định của SEC là như thế nào à, Để hiểu chi tiết hơn đó thì SEC có trong vòng 45 ngày à, Để có thể chia sẻ thông tin ban đầu với tất cả mọi người Khi mà họ chia sẻ thông tin ban đầu đó thì họ có thể nói là cho phép mọi người comment trong vòng 45 ngày sau khi mọi người đã comment có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể lên trên trang web Và chia sẻ lý do tại sao mà nên chấp thuận, lý tại sao mà nên chấp thuận Rồi sau đó SEC sẽ đóng cái phần comment ở lại và họ sẽ có tới 45 ngày để mà xem comment Trước khi mà quyết định, khi mà họ xem hết comment rồi đó mà họ cảm thấy vẫn chưa đầy đủ Thì họ có thể gia hạn thêm 90 ngày nữa cho nên nếu như mà họ cứ gia hạn như vậy đó sẽ lên tới 8 tháng 240 ngày chúng ta sẽ không biết kết quả cho đến tháng 2 của năm sau đó là điều các bạn nên hiểu đây và chúng ta thấy được là tại sao mọi người đều rất quan tâm đến quỹ spot ETF đây không phải là cái gì mới mẻ hết các bạn thật ra cái quỹ spot ETF chúng ta đã nghe nói tới từ năm 2016 17 rồi các bạn lúc đó thằng chia sẻ rất là nhiều mãi tới năm 2018 chúng ta cũng thấy được là hết công ty này để công ty kia để đơn để có được một cái quỹ Bitcoin Spot ETF các bạn nhớ lúc đó là chúng ta có những cái công ty như là Vanex, chúng ta có Bác, chúng ta có cái công ty như là Gemini, tất cả đều liên tục đề xuất cho dù là bị từ chối lại đề xuất nữa các bạn cứ thay đổi liên tục nhưng mà tới bây giờ bao nhiêu năm trôi qua vẫn chưa có một cái quỹ Bitcoin Spot ETF nào được thông qua hết có nghĩa là quỹ ETF mà có Bitcoin thật sự đó là điều chúng ta muốn chứ không phải là chỉ giao dịch trên giấy tờ dựa theo giá trên sàn rồi tới năm 2019 thật ra thuần cũng nản là các bạn không muốn nói về Bitcoin ETF nữa tại vì tất cả đề xuất đều bị từ chối lần này tới lần khác mãi tới khoảng chừng là năm 2021 và đầu năm 2022 các bạn chúng ta mới nghe những cái sôi động trở lại nhưng mà lần này là Bitcoin Futures ETF thì cũng đã chia sẻ khá là nhiều nhưng mà mọi người tuy là cũng có hứng thú nhưng mà các bạn thấy được đây chỉ là cái bước đầu tiên mà thôi Bitcoin Futures ETF nó không phải là Bitcoin Spot ETF à, và sau đó mọi thứ nó cũng đang nguội lại rồi các bạn ra cái sản phẩm Bitcoin future ETF mới đầu thì cũng có nhiều hứng thú nhưng mà bây giờ cũng đã nguội lại rồi. Người ta cũng cảm thấy là sử dụng futures nó không có thể nào mà theo được cái giá spot. Chúng ta cần một cái spot ETF, điều đó mới là điều mà mọi người mong muốn và họ muốn có. Bitcoin thực sự đứng sau lưng những cổ phần này. Mãi cho tới bây giờ luôn chúng ta mới một lần nữa nói về uh, Bitcoin Spot ETF Thì tại sao mọi người lại quan tâm các bạn Tại vì chúng ta có thể nhìn thấy được Một cái lịch sử các bạn thấy là Trước năm 2004 đó, Thì chúng ta chưa có bất cứ Một cái quỹ đầu tư ETF vàng nào hết Mãi cho đến là ngày 1 tháng 11 năm 2004 Ngay cái lúc này các bạn Ngay cái phần mà màu xanh các bạn nhìn trên màn hình đó, thì sau đó các bạn thấy được là giá vàng đã có một cái sự tăng trưởng cực kỳ nhanh bao nhiêu năm sau đó và đương nhiên đây là cái biểu đồ chỉ đến cái mức là khoảng chừng cuối năm 2019 mà thôi. tới năm 2023 đó thì giá vàng nó đã, đã nằm trên này rồi các bạn, à, gần như trở về cái mức là 2.000 đô. Thì chúng ta thấy được là khi mà chúng ta có một cái quỹ đầu tư ETF được thông qua đó thì giá vàng đã tăng rất là nhanh Và chúng ta có thể nhìn thấy là cái vốn hóa của vàng trước khi mà có quỹ ETF đó là khoảng 1 nghìn tỷ mà thôi Vàng đã có biết bao nhiêu năm nay các bạn và người ta đã trade vàng biết bao nhiêu năm trước năm 2004 Nhưng mà vốn hóa chỉ lên tới 1 nghìn tỷ Sau khi mà có cái quỹ đầu tư ETF thông qua đó thì tổng số vốn hóa vàng tính tới ngày hôm nay đã lên tới khoảng chừng là 13.000 tỷ tại vì sao vậy các bạn? Tại vì cho dù là không biết có nhiều bạn nói là vàng đó nó không giống như BTC vàng là các bạn có thể uh, dùng làm trang sức, các bạn có thể dùng vàng ở trong uh, công nghệ được nhưng mà thật ra cái số lượng vàng thực sự các bạn dùng trong sản xuất đó, nó không có là bao nhiêu hết, tôi không có thể nào cho các bạn thấy được là tại sao vàng thực sự đáng giá, giá vàng ở trên thị trường không phản ảnh cái thực dụng của vàng khi mà các bạn dùng để mà sản xuất cái nhu cầu mà dẫn đến giá vàng tăng trưởng cao như gì Đó chính là cái nhu cầu đầu tư các bạn Người ta lưu trữ vàng như là một cái công cụ Để mà chống lại làm phát Như là một cái tài sản lưu trữ giá trị Trước khi mà có cái quỹ vàng ETF đầu tiên đó, thì có thể là nhiều người họ cũng muốn lưu trữ vàng Nhưng mà họ không muốn phiền phức các bạn Tại vì thứ nhất là họ sợ ăn trộm vô nhà để mà lấy mức vàng của họ Họ phải tự lưu trữ, họ phải có nơi cất giữ nó rất là nặng Tóm lại có nhiều phiền phức mà một người bình thường có thể là họ không có muốn lưu trữ nhiều vàng Hay là không muốn lưu trữ vàng luôn các bạn Và đặc biệt hơn đó là trong những cái quỹ mà người ta đầu tư để sau này người ta về hưu Người ta sử dụng giống như là cái quỹ 4 1 k hay là cái quỹ I IRA đó thì đương nhiên các bạn không thể nào bỏ bỏ cục vàng vào đó được và những cái quỹ đó đó là cho các bạn những cái lợi thế về thuế khi các bạn đầu tư đó thì cái tiền bỏ vào các bạn không cần phải đóng thuế bây giờ cho đến khi nào các bạn về hưu thì các bạn rút ra mới đóng thuế các bạn sẽ được cái phần thuế được lợi rất là lớn tại vì cái phần mà không đóng thuế nó có thể là tăng trưởng theo thời gian và đương nhiên không thể nào làm được với lại cái cục vàng các bạn nhưng mà khi mà có vàng ETF rồi đó thì người ta có thể thoải mái mua ETF ở trong cái quỹ đầu tư về hưu người ta có thể thoải mái lưu trữ những cổ phần này mà không cần phải quan tâm đến là bị ăn trộm vô nhà hay gì hết cho nên chúng ta mới thấy là cái nhu cầu tăng lên nhiều như vậy cho nên ngược lại đã nhiều người nói là đối với lại BTC thì cũng có thể là có rất nhiều người bây giờ họ muốn tham gia vào nhưng mà họ sợ những cái phiền phức nhất là những cái thông tin chúng ta nhận được trong vòng hơn một năm qua về bdc có thể là để trên sàn sẽ bị mất tại vì sàn phá sản sàn bị hack các bạn từ lưu trữ à, crypto sẽ có thể là rủi ro mất khóa cá nhân các bạn lưu trữ trong bí lạnh à, thì có thể là các bạn sơ hở để cho hai bốn ký tự bị người khác lấy và sẽ mất tiền nhưng không ai giải quyết cho các bạn những cái đó làm cho nhiều người lo lắng nếu như mà chúng ta có một cái bitcoin spot etf thì sẽ có nhiều người hơn có thể dễ dàng mua cổ phần tham gia vào trong thị trường này và mỗi lần mà họ mua cổ phần thì các bạn thấy được là sau đó cây quỹ đó phải tiếp tục mua thêm BTC để mà dự trữ nếu không họ sẽ không thể tiếp tục phát hành à, cổ phần mới được. Đó là điều mà nhiều người kỳ vọng ở đây và đương nhiên BTC cho tới bây giờ vẫn chưa có một cây Bitcoin Spot ETF nào. Vốn hóa bây giờ khoảng chừng là 500 tỷ đô la mà thôi các bạn. Thì sau khi mà có ETF Spot đó, đó là vấn đề thời gian mà thôi. Thì 5 năm sau đó, 10 năm sau đó có thể tăng lên cơ nào? Tôi nghĩ là sẽ tăng tăng bao nhiêu thì cái đó là tùy theo trí tưởng tượng của các bạn mà thôi Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ đây với các bạn Rồi, đương nhiên các bạn thấy được là có rất nhiều người như là tỷ phú MyNobleRats uh, của uh, Galaxy Digital thì rất là ủng hộ việc BlackRock tham gia vào thị trường này, nhưng mà tôi đã chia sẻ với các bạn trước đây đó Cái này thì nó cũng tùy theo quan điểm mà thôi các bạn, các bạn nên hiểu là BlackRock là một con cá voi rất là lớn, là một công ty rất có quyền lực và đã có nhiều dẫn chứng hay là nhiều thứ âm mưu nói là khi mà họ tham gia bất cứ thị trường nào họ làm giá rất là kinh khủng khi mà các bạn mời chào đón một con cá voi lớn như vậy vào trong BTC thì đương nhiên các bạn thấy được là họ cũng có thể pump giá lên rất là mạnh hay là ngược lại họ thì đạp giá xuống rất là sâu BlackRock là một công ty rất là quyền lực nhưng mà đối với Thuận đó, thì nếu như mà cái giá phải trả là BlackRock tham gia vào thị trường này để có thể có được một cái Bitcoin Spot ETF thông qua ngay giai đoạn này, tại vì nếu như BlackRock không làm được, thường không biết là có thể ai làm được nữa các bạn Với cái sự ảnh hưởng của họ đối với lời giới chính trị Hoa Kỳ Nếu như BlackRock không thể làm được, thôi không nghĩ là bất cứ một công ty nào bây giờ có làm được đâu Nếu như đó là cái giá phải trả đó, thì đương nhiên chúng ta thấy là à, ngắn hạn Đương nhiên giá có thể tăng lên, nhưng mà trung hạn đó chúng ta có thể thấy được rất nhiều cái sự làm giá xảy ra Cho nên tôi cảm thấy nó rất là thú vị khi mà chúng ta nói tới BlackRock giải thích với SEC làm sao để có thể chống lại làm giá trong thị laptop và thị trường này thì họ sẽ là công ty mà có sức ảnh hưởng lớn nhất thì đương nhiên các bạn nghĩ là uh, sẽ như thế nào nó giống như là các bạn là một đại ca uh, các bạn uh, nói với lại mọi người là các bạn sẽ đến khu vực đó và các bạn sẽ giải quyết hết tất cả những tệ nạn và tất cả những băng đảng đó các bạn sẽ giải quyết hết và mọi thứ nó sẽ yên bình tại vì các bạn sẽ là đại ca mới ở khu đó các bạn cho nên các bạn có thể đưa ra những cái uh, câu nói đó đó là điều mà thú vị ở đây nhưng mà dài hạn thì uh, tôi nghĩ VTF spot nên có thì chúng ta có thể có được nhiều người tiếp cận dễ dàng hơn à, đối với lại thị trường BTC này đó là quan điểm của thường mà thôi đương nhiên cái gì cũng có cái giá phải trả hết các bạn đó không có gì gọi là tốt hoàn toàn hay là xấu hoàn toàn